Con hai bà đẹp quá ta, mặt tròn rồi cứ dễ thương quá hả? Thì mặt thấy ghét quá à, cô em ơi, cô em hát cái đi cho anh trai với cô em. Hello, du du du. À, hỏi thèm trả lời hả? Cứ. À, đẹp vậy mà hỏi thèm trả lời, cái ghét đây con không thèm hỏi nói nữa. Đồ gì? Cô chảnh hả? Hỏi mà không thèm nói đây, cô không thèm nói nữa. Làm như trên đời này là hết con gái vậy hả cô em? Nè, cái ông kia. Đang đường đi sao ông tiên đáng luôn nước của ta vậy? Đường này đường đi ra phải đường của cô em. Một cô em khóc của cho em lên tiếng đi cô em. Sao ông xót? Ông đâu có làm cực khổ đâu mà ông biết cực khổ của người khác. Ủa hồi nãy câu hỏi của em không trả lời. Bây giờ cô em cứ đi nổi với chúng đại liên gì cô em? À, biết mấy cô hiền không vậy? Ông là ai sao không biết tôi vậy? Ông biết qua hả? Nào, biết qua không? Trời ơi, cái mặt thấy quen quen nha. Tao chưa biết anh qua hả? Anh nè, anh là hai đứa con của anh Lộn nè. Em nhớ anh không? Thế ra là anh với thầy Dí đó hả? Ờ. Thầy Dí thôi. Ờ, tôi nè. Sao vắng bay năm nay trở về thấy em mà anh bóng rừng mình. Mấy hôm nào em còn éo bé tí, bên này ở trần chạy tâm nhông, thấy chân quá chừng nghe ngứa. Nay có em đẹp xinh như quá trần, người ta đã bước vào xuân xanh. Ông đừng nhắc chi tới lui cái chuyện ngày xưa. Ở em bắt trở hả cô em? Cũng giống như ông hồi đó, tôi nhớ hồi đó mình mấy ông cũng bày hành bày ghê. Đâu có là bày nha. Bày hỏi có u có nằm như con tóc tía vậy đó. Bây giờ khác quá. Bây giờ phải khác chứ cô em. Bây giờ là anh trở thành người đại chứ hết rồi cô em biết không? Vậy hả? Chẳng hay mấy năm nay nhất dơ nhất dưỡng ở đâu nên giờ thành đại trí thức vậy? Mấy năm nay của em không thấy anh hả? Anh đi học chứ đi đâu làm gì dám chơi dám dưỡng như cô em? Té ra là anh đi học hả? Vậy chứ anh học giống gì vậy? Anh đi học đại học đúng rồi, biết không? Em nói đại mà không biết học được làm được cái trò trống gì giúp ích được ai không vậy? Cô em dám coi thường tôi hả? Mấy năm nay tôi lên Sài Gòn tôi anh học, vậy cô em có dám thử tài với tôi không cô em? Thử cái gì vậy anh? Thì thử hiểu biết về kiến thức chứ thử cái gì. Vì đại học tổng hợp á là tôi học tôi biết đủ thứ hết trơn đó cô em. Nhưng mà nó phải dựa trên nền tảng âm nhạc, cô em có dám thi với tôi không? Thi hả? Bởi vì cô biết á, âm nhạc á là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, cũng như là quần áo của em đang mặc vậy đó cô em. Thôi đi cha, nói gì mà quá lắm vậy. Ý anh muốn tôi thi ca nhạc với anh chứ gì? Đúng vậy, nếu mà em thua thì cô em cho tôi hung của em cái cho em chịu không? Hung? Không còn gì khác hay sao? Cô em sẽ thua rồi phải không? Cô em kiếm thi với tôi phải không? Mà nếu như anh thua tôi thì sao? Nếu mà tôi thua cô á thì cô hung tôi cái, tôi chịu lỗ cho không có sao đâu. Hung? Chèn ơi, đúng là cái thứ đại học tổng hợp. Anh tính làm sao hay quá vậy? Anh tính làm sao tôi cũng lỗ hết. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tính sao cô? Nếu mà tôi thua anh á, thì anh được quyền hung tôi. Còn nếu mà anh thua tôi á, sao cô? Thì anh phải gánh hết đầy mấy cặp nước nhà tôi, chịu không? Cô cho tôi hỏi ở nhà cô có khoảng bao nhiêu cái cặp nước vậy cô em? Vừa lớn vừa nhỏ khoảng 20 cái nè anh. Chỉ là cái, cô... cái lớn á thì 10 cái, 5 cái. Chị đúng không?
Như vậy là công phu của em bắt tôi cái nước nguyên ngày của em hả cô em? Đúng vậy. Thì thôi, nếu mà sợ thua thì thôi. Thì xéo đi, anh đừng có đứng đó mà nói chấp nữa. À, không được. Nếu mà tôi không thi cô em á, thì em nói tôi sợ cô em, tôi chết ngát. Nhưng mà để tôi thi á, thì phải đề thi cho tôi chọn là cô em chịu không? Ha, mày ngon anh à ha. Đó. Bây giờ tôi đang cho em thi về kiến thức địa lý của em chịu không? Cái gì trong mỗi bài hát thì nó phải có một tỉnh hay một thành phố nào đó. Nếu mà em hát không được được em thua, của em chịu không? Chắc anh hát trước luôn á. À, thôi chết rồi cô em ơi, cô em chuẩn bị luôn mặt cho hôn của em đi. Cô em ở đồng ruộng tay tóm chân bùn, cô em đâu biết hát đâu. Rồi cô em nghe này nha cô em. Dừng chân chân đến khi chiều vắng chưa hài, nhìn ra thấp thoáng mua tà áo tung bài, quan xa đông vui đến nơi này, đến nơi này. Trời còn đêm lắm, trời còn lớn, trời còn lớn. Tôi có việc ngọt với cô em đi cô em. Dạ. Hãy đừng như bóng tóc dài chậm có phải người còn đó là con gái của bên trên, con gái của bên trên. Tôi có bên tre anh biết nha. Tìm vào cô đơn đất vi nhân gầy đón chân tràn. Người xưa nào biết chúng xưa ngăn đường bao cười kết hoa. Đó, tôi có nguyên nhân rồi đó, cô em, cô em. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thầm 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 thòn con sương. Không có tỉnh nào hết, không có, không có nghe tỉnh nào hết. Chẹp hoài mà không có tỉnh nào hết cho em. Không có tỉnh nào hết, không có luôn nha. Hồng Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. À, cô đi Hồng Giang hả? Cô nghe rồi nha cô em. Đi mô vô cùng nhớ về Hà Tình, nhớ bên Hồng Đình, nhớ dòng sông Lam, nhớ biển dòng hoa quê ta. Đó, tôi có, đó là cô ca đi. Chiều nay mưa trên phố quê, tiếng giang hồ không bên đời mà là dạ, cô đi Quế nhầm gì? Tôi đi xa hơn nữa cô nghe nè, tôi đi tính ngoài luôn nè, cô biết nè cô. Ba đi qua gì đẹp không em? Mai anh về em có buồn không? Có sợ không? Tôi đi tới Ba đi đó, mà cô biết Ba đi là thủ đô nước nào không cô em? Thủ đô của nước gì vậy anh đại học? Tại thủ đô của nước Đức. À, tôi biết con cần con ân ý con vừa phải không cô em? Paris là thủ đô của nước Đức. Anh đi chi cho nó xa dữ vậy, ở trong nước được rồi. Cô đi đâu? Anh nghe gì nè. Hả? Nắng Sài Gòn. Nắng Anh. Em đi mà chân đêm. Đó không? Bởi vì em Hà Đông. Cô đi Hà Đông. Sao? Bí hả? Hà Đông. Bí. Từ từ chứ có làm gì dữ vậy cô em? Tôi có suy nghĩ chứ cô em. À, tôi có rồi. Cô em nghe này nha cô em. Tôi ở Củ Chi, một căn nhà nhỏ có thơm cháy hiền. Gần kề lối sớm sớm hôm
đó cô em. Anh hát tầm 7 tầm 3 rồi. Anh hát tầm 7 rồi anh mua rồi. Sao tầm 7? Chú hát Củ Chi mà làm gì hát tầm 7? Củ Chi nằm ở ngoài ngoại ô. Ngoài ngoại ô được không có Củ Chi. Bài đó là bài căn nhà ngoại ô. Chứ đâu có tên tỉnh thành gì không anh đổi thành Củ Chi. Cô ơi, cắt bước về lẹ lắm. Cô em ta lấm chân bùn cho em thông minh quá vậy cô em. Vậy tôi lưu cô em hả? Cắt bước về lẹ đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Cô em giỏi quá. Hỏi mà đi thi thua mà cánh vô gì nè, bà con ơi, xin chào. Bởi vậy nói cũng chi chi để cánh trước.